nó lại to rộng như thế này. Ở đây thì mình thấy là có những cái mẫu mã đồ hoa văn rất là đẹp, và những cái chữ nho ngày xưa vẫn còn luôn, gọi là chữ Hán Nôm á, còn rất là rõ. Cái gì đó đúng không? À, Đúng tại đúng vì anh. nó nằm hướng ra mặt đường luôn. Và cái vị trí này cũng khá là đẹp, anh thấy trên độ cao không? Đúng rồi, người ta nói là khi mà ngôi mộ của ông bà tổ tiên mà nằm trên cao á. Dạ Phú xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay anh em của Phú với anh Dũng đi tìm nhà của ông hội Đồng Liêu ngày xưa để quay lại. Nhưng mà ông chú á, con cháu của ông Đồng Liêu á, nhưng bây giờ không có nhà thì chưa vô được, nhưng mà vô tình đi trên đường về cũng có gặp một cái khu mộ rất là khủng, nằm trên một cái trục đường này tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà điều đặc biệt á, cái khu mộ này á, nằm trên một gò đất cao của chú anh chị. Phú có hỏi chú đây thì chú nói cái khu mộ này là khu mộ của gia tộc ông Hội Đồng. Dạ bây giờ Phú mời cô chú anh chị cùng với Phú đi vào trong để tham quan cái khu mộ của ông. Dạ mời cô chú anh chị. Phú, anh thấy cái bản bức bình phong này nó lạ hơn là những cái bức bình phong khác mà anh từng thấy không? Đúng rồi anh, bức bình phong này anh thấy nè là bằng đá xanh, ở trên á, thì có cái hình bát quái nè, ở dưới này á, thì có con hươu với cái cây thông tre đó anh, trên đây chắc đứng núi non hay gì nè, dưới chân con hươu đó. Nếu mà nhìn về không có cái bát quái á thì nó không có gì xa lạ so với những cái bức bình phong ở những ngôi mộ cổ khác em từng quay. Đặc biệt hơn á là nơi đây là làm nguyên đá xanh, đá tảng luôn, một số khu mộ em thấy là cũng làm bằng đá xanh, nhưng mà ở đây mình thấy là rất là sắc nét. Và những chú hươu, con dơi, những cây này nè, cái cây này, cái cây này thường thường mình kêu bằng cây gì ta? Cây tùng. Đúng rồi, cây tùng che bóng mát cái đôi hươu, nhưng mà ở đây thì có một con hươu à. Và phía trên là điều đặc biệt nhất là mình thấy có một cái bát quái, đó một bát quái bằng đá xanh luôn. Nghĩ là nó không phải nguyên khối nhưng mà là một khối xong gắn liền để lên để lên anh. Bằng cái chất keo. Hay á. Em đi khá nhiều cái khu lăng mộ rồi, nhưng mà thấy cái ngôi mộ này có lẽ là anh thấy cái này nó cũng đặc biệt hơn là một cặp sư tử hai bên nè. Đúng rồi, sau sư tử thì em thấy cũng có lăng mộ có, và toàn vẹn phía dưới đều là bằng đá xanh luôn. Thì bây giờ sau mình sẽ tới nhà ông Hội Đồng Liêu để quay cho cả nhà xem. Thì lần này tới đi ngang gặp thấy khu mộ mình quay trước, rồi mới tìm hiểu bà con ở đây thì biết nhà ông Hội Đồng Liêu cũng chưa. Cái đường lên khu mộ nè các chú anh chị, đường lên khu mộ là rất là cao, trên một gò đất cao. Anh có nghĩ là hai bên trụ đá xanh này là còn luôn, còn tới giờ luôn đúng không? Đúng rồi anh. Ở ngay đây là phụ nè, thật ra cái cổng này là cổng phụ sau này nè, cổng này là mới xây nè, mới làm phải không? Đúng không? Còn cái cổng chính là nó ra tới ngoài cái đá xanh á. Đúng rồi, còn bên đây là bê tông, là hai cái trụ bằng bê tông bằng đá xanh á. Đá xanh cả nhà, và bên kia cũng vậy. Tại vì thấy có những cái luồng sắt đây, có những cái người ta luồng sắt ở đây đúng không? Đúng rồi đó, người ta sẽ xuyên qua kia có thể làm cột cửa, nhưng mà rất là rộng. Và đặc biệt hơn là cái mảnh đất mà nơi của ông bà Hội Đồng Liêu nằm đây là một cái gò đồi khá là cao so với mặt đường luôn. Đó thì phía dưới là cái mặt đường lộ, phía trên đây là chỗ là mình thấy rõ ràng là cái khu mộ rất là to và nổi trội luôn á. Xung quanh đây là rất nhiều cái ngôi mộ mã của cái đời sau, mình nghĩ đây là đời sau họ Đào nha. Được biết khu đây là họ Đào, là ông Hội Đồng Liêu thì như thế nào đó thì lần sau nữa mình sẽ tới cái ngôi nhà để mình quay và tìm hiểu thêm về cái bên ngôi nhà của ông Hội Đồng. Em nghĩ ở đây là chắc con cháu đời sau nè. Con cháu đời sau không mà họ Đào rồi mà con thích chỗ. Cái khu mộ này em nghĩ hồi xưa cái gia tộc chắc là rất là khủng anh Dũng. Cái tường rào bằng đá xanh không à, đá xanh nguyên khối. Cái này một số hư hao sau này mới làm lại thôi, chứ những cái bức tường anh thấy không, những cái trụ nè bằng đá xanh, cũng đá xanh nguyên khối luôn không. Dở một cái là mình nãy không gặp được chú, rồi mình được biết để chia sẻ. Hội Đồng ngày xưa là rất là giàu có,
và cái ngôi nhà đặc biệt là cái ngôi nhà mộ thì nói thật luôn là mình cũng chưa được vào, tại vì khi gặp đó là mình đi tới đây á là mình hỏi bà con là tại vì thấy khu mộ xong rồi là mình mới hiểu về ông hội đồng liêu là từ ở nói thật là ở xa rồi chạy xuống là khi lần đầu là biết khu mộ này trước, xong rồi mới qua nhà ông bên nhà cứ gọi là nhà cổ, nhưng mà khi qua thì không có cái vị chủ nhân ở nhà, nên mình đi ngang tới đây thì hỏi thì mới biết là cái khuôn mộ của ông hội đồng vẫn còn ở đây. Video sau là mình xin hứa với mọi người là sẽ cố gắng tìm tới cái chỗ ngôi nhà của ông hội đồng liêu để xin vào quay một chút xíu. Cái phần này thì mình chỉ quay phần ngôi mộ thôi. Rất là mong sau này là mình có dịp để vào ngôi nhà để quay lại cái ngôi nhà cổ để cho cả nhà được biết là nhà một vị hội đồng ngày xưa như thế nào. Thì trước mặt cả nhà đây là toàn cảnh của cái khu mộ của ông bà hội đồng, rất là rộng lớn. Anh có cái diện tích này là phải hơn 100 mét vuông chứ, đúng không? Đúng rồi, nãy anh em mình đi chạy tưởng đâu là cái nhà cổ mà nghĩ là cái ngôi miếu ngôi đền gì á. Đúng rồi, giờ mới gặp ông chú cũng chia sẻ nói là cái khu mộ này của gia tộc mà của không ông hội đồng nó lại to rộng như thế này. Ở đây thì mình thấy là có những cái mẫu mã đồ hoa văn rất là đẹp, và những cái chữ nho ngày xưa vẫn còn luôn, gọi là chữ Hán Nôm á, còn rất là rõ. Hai bên đây có phía trước mặt này á thì em thấy là có bốn hàng chữ nho, bốn cái câu đối tam xích sửu hả, cửu an kiến bi, nó mờ quá mình đọc không được luôn. Còn bên đây này cũng mờ quá. Bên đây mờ quá, tiếc quá ha. Phải có mãi nãy mình phải đi mình gặp chú rồi, xong rồi chú dẫn xuống đây chú chia sẻ nó hay hơn ha. Nè anh thấy cái nền này nó cũng rất là cao nè. Cái này xây bằng đá đá xanh không, phía trong này nè cũng đá xanh nè cô chú anh chị, phía trong cái phần khu mộ nè. Ủa anh Dũng, em thấy nó hơi lạ cái là cái khu mộ thường thường nó có một cái cổng để đi vào thôi, mà này giờ hai cổng nè, anh thấy không? Cái đó anh biết sao, tại vì cổng ta xây lớn á, ta xây và bao phủ cả cái này luôn thì lớn quá không? Cổng lên nè, cổng lên trước nè, còn ông bà thì có hai bên riêng đó. Cái phần của ông bà là hai bên riêng hết. Là phần mộ của ông, phần mộ của bà phải không? Rồi, cái tấm bia này thì đặt trước mặt, nhưng mà nó lạ có cái là mình đi đó giờ là không bao giờ thấy một cái hình bát quái nằm trên cái đúng. Cái này, cái tấm bức bình phong. Em thì cũng quay mộ nhiều lắm rồi, nhưng mà chưa thấy. Chứ giờ này trắng nghiệm một cái gì đó đúng không? Đúng rồi, nó nằm hướng ra mặt đường luôn. Và cái vị trí này cũng khá là đẹp, anh thấy trên độ cao không? Đúng rồi, người ta nói là khi mà ngôi mộ của ông bà tổ tiên mà nằm trên cao á. Cái gò này em nghĩ phải cao trên 5 mét so với mặt đường. Cao á. Cao trên 5 mét so với mặt đường. Thì có hai hàng chữ đó, nhưng mà cũng mờ rồi. Hai hàng câu đối, chữ nho. Chữ nho hoặc là chữ Hán Nôm vậy. À, nhà mộ. Ở đây có một cái ổ ông vú đây. Ủa, ông này lấy mặt được quên không? Ông hả? Ông này hả? Ông này nó quấn là nó có mặt nó rối vô tóc anh luôn á. Dạ. Không, ông này lấy mặt không được. Ở đây người ta làm một cái cây khá là đẹp á. Khu mộ gì mà bự phải đó. Ngũ quả. Ở trên đó là cái hình trái cây ngũ quả. Bước vào cái khu mộ á thì nó có hai cái cổng vào bằng đá cô chú chị. Ở đây là năm 1923 nè. Có thể là khu mộ này sinh cũng là gần 100 năm rồi, còn năm nữa là 100 năm rồi. Đúng rồi. Không? 1923 là hai cổng. Mọi người thấy là bên đây là điêu khắc nè, và người ta sơn lên nè. Cả trăm năm rồi mà vẫn còn rất là rõ ràng luôn. Và những hàng chữ nơi đây được con cháu sau này người ta tô điểm lại thì này rất là rõ nét, sơn lại. Và cái hoa văn, con hoa văn có kỳ lân nè, nhìn đẹp á. Cái này là chạm nổi nè. Chạm nổi có kỳ lân thè cái lưỡi ra cuốn cái gì vậy? Có giống như một cái dương á, cái dương đựng châu báu và sắc vỡ gì á. Và bên phía đây thì có một con kỳ lân ở chính giữa, có một con kỳ lân. Ủa thường thường kỳ lân một cặp lưỡng anh sao ở đây anh, em thấy có một con à? Em cũng không biết nữa. Nè, là chấn giữ ở chính giữa hai cái cổng là có một con kỳ lân. Để chấn giữ thôi à. Ở đây thì không có ghi bằng năm năm của cái ấy mình, để mà ghi bằng Hán Nôm Hán Đơn xưa nho.
Ở trên đây thì cũng em thấy là như là cũng tượng một cặp rồng, đúng rồi, với lại một cái trái châu. Xung quanh đây là rồng, rồng và những hàng bên mấy bên đây như là cũng rồng đúng không? Em nghĩ là cái khung nhà này có thể là xây sau không ta? Em cũng không biết, nhưng mà có thể là xây lâu rồi, nhưng mà có thể là xong ngôi mộ. Tại vì xây mộ xong rồi mới xây xây cái nhà phải không? Cái nhà này, nhưng mà nhà này cũng khá lâu nha, một kính á. Nhà này theo em nghĩ á, cái khu mộ, cái mộ này á, thì để 1923 thì em nghĩ nếu có sao cũng sao vài năm thôi, chứ không có sao lâu. Cái đi đá có lẽ là được cấm đi đâu, là những cái gì bị hư này, những tài tích còn lại này. Cái này em nghĩ là chắc cái bia mộ bia mộ hoặc là cái bia đá mà để ghi cái tên tuổi ngày tháng của cụ ông với cụ bà anh. Em nghĩ có lẽ là bị hư kỹ quá. Có số luôn, có những con số đây nè. Mà đều bị gãy rồi. Ở đây có lẽ một cái tượng con gì đó. Đúng không? Có thể là do chiến tranh. Ở đây có lẽ là một tấm bia. Bia ở phía trước á, giờ đem vô đây nè. Hai câu đối. Căn trưởng thủy tự nguyên lưu. Còn bên đây là tông tổ, tông tổ đức tử tô hằng hoài niệm. Cái này là con cháu hoài niệm tới cha ông ngày xưa. Phía sau có hai câu nữa. Khu mộ này, mà cái khu mộ này á, em thấy khu nhà mộ này em thấy giống cái nhà của những ông hội đồng hồi xưa y chang như hồi sống á, nhưng mà cái thu nhỏ là thôi. Cũng có lý ha, giống đúng không? Y chang như mà cái lúc cái nhà ông ở lúc còn sống rồi đó. Đây là nơi nghỉ của ông nè, ông Đào Mỹ Thiền, hưởng thọ 75 tuổi. Tại vì em nghe nói là ông hội đồng Liêu, nhưng mà thật ra là họ Đào. Nhà gọi là nhà cổ họ Đào hoặc là nhà hội đồng Liêu đó. Cũng có thể cái tên này là tên khai sinh của ổng, rồi cái tên kia là cái tên ngoài của ổng, nhưng mà ổng là hội đồng mà. Đúng rồi, thì nãy ông chú cũng nói á, ở đây là cái gia tộc của họ Liêu. Cái tấm bia này vẫn còn một khu mộ của ổng và sát nhau, và xung quanh đều là đá xanh cả, đá xanh và khói rồi thưa chị. Cái này biết là chán từ đó hay là sau này người ta chán đó? Không, cái này em nghĩ chắc cũng mấy chục năm rồi. Nó bị gì cái này anh thấy sỏi nè. Bây giờ mình cái đời sỏi này cũng lâu nha. Mình chọn cái giờ là mình đá xanh. Còn này là sỏi nè. Và đặc biệt ở trên đây là người ta cũng làm bằng đá xanh luôn. Ta đậy lên luôn. Đá xanh ráp lại. Nhưng mà ráp lại ba khối, một khối, hai khối, ba khối đúng không? Ủa mà anh Dũng, hồi cái thời nếu mà làm thời này gần 100 năm thì lúc đó là ô vước chứ đâu có bê tông. Vữa ô vước, lúc đó là 100 năm là cũng mới đây anh. Không, vữa ô vước á. Chứ ô vứa là cái đời sau nữa, đời còn xa hơn nữa. Chứ ô vứa là cái thời là nó xa hơn, là thời Pháp là bắt đầu. Chú không? Chú Pháp không? Là 1980 mấy. Cũng cái thời đó cũng đã có xi măng rồi, mà ít hiếm. Nói chung thời Pháp đã có rồi, cốt sắt bê tông rồi. Còn ô dưới là cái từ thời triều Nguyễn trước. Đúng rồi, nhưng mà cái hồi thời Pháp á, không biết cái kỹ thuật của người ta làm sao xây rất là bền. Này anh thấy nè. Xung quanh cái phần mộ á có những cái hoa văn đó. Hoa văn này là còn rất là đậm nét luôn. Hoa văn này thì người ta điêu khắc nổi. Đúng rồi. Có những cái này á mình đọc mình không hiểu nè. Đâu? Đây nè. Cái đó là một hoa văn, số hoa văn trong chùa có. Tất cả đều bằng đá xanh và khắc nổi, rất là nổi luôn, nổi bật. Ở trên là hai con rồng, cái này gọi lưỡng là lông, lưỡng lông trồng nghiệp đúng không ạ? Lưỡng xuống lông là cái mái giống như là những bộ phim hay là những ngôi đền đài ngày xưa đúng không? Đúng rồi. Theo việc kiểu cách, và xung quanh là có những cái hoa văn hoặc là những cái, nói chung là cái, ngày xưa người ta chuộng những cây lá đồ, chim muông đồ. Thường thường em thấy cái bình phong hậu là nó có một cái tầng lầu mà này, hai tầng lầu nè. Đúng rồi. Thường nó có tầng lầu à, này là hai tầng lầu nè. Và xuống đây thì mình thấy có bốn chữ. Anh nghĩ đọc chữ gì đấy, em thấy là chữ này giống như chữ sơn đó. Sơn chữ đúng chữ. Em mù tịch luôn, không biết cái chữ nho hay chữ tàu nhắn rồi. Như chữ này chữ sơn sao? Thì giờ cô chú anh chị nào coi biết á, dịch dùm hai anh em.
Thì khi mình bỏ lên đây, các cô chú lớn tuổi có thể mình nghĩ chắc tại vì kênh của mình cũng có rất nhiều người lớn tuổi xem, và có thể những đời trước người ta sẽ biết được những cái chữ này. Mình sẽ quay chậm lại một chút xíu để cho các cô chú xem và có thể đọc hiểu được là trên đây ghi như thế nào. Ở đây là hai bên này là có hai câu này. Hai câu này còn rất là rõ nét khi được quay trên video. Thấy khu mộ này được công nhận vĩ đại luôn á. Em nghĩ nếu mà giờ cái khu mộ này hiện tại á, giờ anh mà anh làm tiền hiện giờ thì theo như anh ước tính khoảng nhiều quá nha, nếu so với ngày xưa so với giờ em nghĩ chắc là có thể là cả chục tỷ hơn á. Nhưng mà nếu mà so với thời ngày trước mà người ta xây được cỡ này là chứng tỏ là cái vị chủ nhân ở đây người ta giàu đến mức độ nào rồi, cũng giàu khủng khiếp. Cái nghĩ này em nghĩ nếu mà có khu mộ này không á là không dưới chục tỷ. Hiện bây giờ nếu mà làm mới thấy coi những cái việc khác được cắt đá này. Thấy cái bài bọt đó, bọt cái đồ công này đúng không? Rất là kỹ xảo luôn, rất là tinh xảo, thấy không? Công xuống liền khối nha. Mà đó là bằng tay không ạ? Bằng tay, bằng gì là mình biết như lâu nghĩ là bằng tay thôi. Đấy, còn ở đây là điêu khắc, là từng phiến gì người ta ghép vô. Và đây là có mấy chữ là cái gì? Cây có cội mới nở cành, xanh ngọn, nước có nguồn, với bể rộng sông dài. À, cái này có lẽ là mình nghĩ là ghi lại để nhớ lại cái cội nguồn anh á. Đúng rồi. Người ta nói là cây có cội, nước có nguồn. Đúng rồi. Mà anh nghĩ coi cái đá xanh này nó rất là cứng, mà để làm được cái những cái hoa văn như vậy rất là tốn công. Đúng rồi. Tiền không chúng dưỡng đâu. À, hoa văn này là hoa văn nổi không? À, đá người ta đục từ. Đá người ta đục mà người ta làm một cách sống động như thế này. Đúng rồi. Anh nghĩ là bao nhiêu lỗi. Cái con này giống con gì? Con vịt đó. Vịt hả? Vịt đó. Con vịt hay con chim gì nó bơi dưới hồ sen á. Ngôi mộ của ông hội đồng điêu ngày xưa rất là khủng luôn. Khủng luôn. Không, mà hồi xưa anh thấy làm sắt nè, sắt cột cây nào bên đấy dần dần luôn. Xi măng nè, người ta bỡ rồi nhưng mà rất là chắc và bền nữa. Cục nào ra cục đó luôn. Còn của mình là bớp cái là dụng luôn. Cái này là xi măng không chứ không có dựng phải dựa bữa bớp. Ừ, cái này đời sau làm sao có ở dưới được đâu. Ở dưới là mấy ngôi mộ, cái thời cố vị hồi xưa đổ đi á. Mà phải nói công nhận hồi xưa cái chất liệu đó sao rất là ấy mà giờ mình nghiên cứu không được ha. Cũng được chứ nhưng mà không ai làm gì nữa. Nó tốn tiền nhiều lắm không? Có những cái bây giờ người ta vẫn làm được và có những cái thì không làm được. Tại vì sao? Tại vì nó thất truyền là cái thứ nhất, hai nữa là nó không phù hợp với cái thời đại này. Đúng rồi. Và ba nữa là có khả năng mình cũng không làm được. Ví dụ anh cứ nghĩ như kim tự tháp ngày xưa đi. Bây giờ làm cái dòng hiện đại đó có làm được đâu. Như quản lý trường thành. Nhưng mà xưa mà tay không mà là lại làm được như vậy á. À, em thấy cái khu mộ này ra, còn ở bên kia còn một cái khu mộ nhỏ nữa. Mình thắp phải đi nha. Dạ. Anh em cầm máy cho em thắp mấy cái nha cho ông bà. Thắp chung luôn, tại ông bà này có thể lớn nhất. Em nghĩ này, những cái bia đá này là hồi xưa bị bom đạn rồi đó. Cũng có thể. Rồi bị ảnh hưởng này, giờ con cháu người ta bỏ, người ta làm lại cái mới. Anh Dũng, theo như em thiết nghĩ đây là một con kỳ lân, là một cặp lưng với hai con nè. Là hai bên đó, giờ bị gãy hết con, giờ còn có con nè. Ở dưới chỗ anh có gọi là bộ, anh quay cái camera anh chỉ mình tôi muốn cho rồi. Anh ở dưới chỗ anh có bộ hội đồng đặt ông hội đồng nào? Em không biết hả? Ở dưới hình như là có một số ngôi mộ của những người cũng khá là bự, nhưng mà về mà nhà thì còn, mà bộ anh thấy như không đang chăng như thế này có? Không biết, em không biết. Nói chung ở dưới em thì hội đồng á cũng nhiều lắm. Mà giờ mộ sao em cũng chưa biết nữa. Nhưng mà mộ theo như em thiết nghĩ không bằng vậy đâu. Mộ gì
còn được thương lượng như thế này cũng lắm. Hầu đa phần em thấy dưới bên dưới cho anh đó là đá bô ông là nhiều và nó rất là to. Đúng rồi. Đúng không? Hai đứa là cũng ở dưới hình như là ở Đồng Tháp ở đâu á, em thấy cũng có một số nhà miền quý ngày xưa ta xây ngôi mộ cũng lăn tắm rồi dữ dằn lắm, cũng khá là bự. Nhưng mà em thì chưa xuống đó lần nào. Đá ông là đời trước nữa anh. Cái khúc sau này vẫn có đá ông. Nhưng mà thường thường là người ta xài đá xanh nhiều. Bởi vì đá ông nó có thể phai mờ theo năm tháng thời gian. Còn đá xanh này là không rồi nha. Đá xanh nó thì đi qua đó. Nếu mà anh nằm trong cái nhà mồ mà để bao phủ vậy á, thì em nghĩ 200 năm đá xanh này cũng không có là cái gì hết. Đá xanh này là bền bỉ với thời gian luôn á. Đúng rồi. Rồi mình đi qua bên cái cũng cái khu nhà mồ nhưng mà nhỏ hơn bên đây. Đó, kế bên đó. Phía cái khu viên này em thấy quá trời và cái cây. Cái này là cũng cây mắc cỡ nè, mắc cỡ Tây. Bước vô coi chừng nó xước chết luôn. Thì nãy giờ mình cũng đã quay nói về cận cảnh hết luôn thì không dám nói. Nhưng mà mình đã quay sơ qua một chút xíu về xung quanh, về cái ngôi mộ của ông cụ Đồng Liêu. Cái ngôi mộ mình thấy có khủng lắm. Cái này có khả năng là thờ Pháp. Nhưng mà của quan biết trong họ nào lại thấy họ Nguyễn. Khá lạ ha, bên đây là họ Đào, bên đây họ Nguyễn mà. Có cũng, khi nào là con cháu dòng hội vậy? Con cháu hoặc gì đấy. Đúng rồi. À, của người Hoa luôn. Đây nè, họ Đạo nè anh. Anh Dũng ơi, chính xác luôn là rể với con gái. Rể với con gái. Đây là bà Hà Đạo nè, bà họ Đạo nè. Ở đây là cái mà em nghĩ thì như bà này là con của ông Minh Bển. Nè bà Đào Thị Cho nè. Và ông này là ông Nguyễn Duy Kim là chắc em nghĩ là rể. Đúng không? Cái bên kia thì mất năm 900 lẻ mấy. 912. Bà như là mất 110 mấy á. Còn bà này bắt 131 luôn, 1931. Thì giờ cái chữ không, em nghĩ đây là cũng cùng thời á. Cũng cùng thời hay là sau Covid à. Sau Covid tại vì cái cụ bà bên kia là mất năm 1932. Rồi xong tới ông mà mất năm 1937, đúng không? Ủa ở đây sao để chữ 43 nè, 43 tuổi. Có nghĩa là 43 tuổi. Một tuổi lúc sống không? Thì phải rồi, ở bên kia là cụ ông cụ bà lúc sống tám mấy tuổi luôn mà. Sau cái dù cái ngày tháng mà sinh người ta không để ta. Hay là ghi tiếng ho này mình không biết ta. Không biết, em không rành cái đó nhưng mà ở bên bển á là đi ghi ông đó. Bà cụ họ tới tám mấy tuổi luôn á. Bên đây thì sinh năm 1883, cũng khá là lâu rồi nè. Và mất ngày 966. Hay là có thể là em không còn không phải con của ông bà bản là thì em của ông bà bản hoặc là chị. Thì em nghĩ vậy thôi. Cái quan trọng là cái người con gái nè. Đó là cái cụ là dính dòng họ đó. Đúng rồi, là dính dòng họ bên đây. Còn bên đây có nghĩa là có thể là người chồng đó. Chồng của bà cụ này. Nhưng mà theo như em thiết nghĩ á, sao bên đây là khoảng cách sao quá. Em nghĩ nếu mà không phải là con thì cũng là chị hoặc là em của cụ ông Minh Bản. Không cách gì mà xa xôi dữ vậy. Ở bên đây thiết kế cái kiểu cái nhà mồ kiểu Pháp, còn cái của cụ ông của bà anh Bản thiết kế như kiểu như cái đình miếu. Đạp cái bánh hơi không nó nổ. Đó cái nhà mồ của cụ ông cụ bà anh Vẫn theo như Phú đoán và anh Dũng suy luận nãy giờ có thể một là cái khu mộ này của chị hoặc em của ông hội đồng anh Vẫn, bởi vì cái năm sinh cũng rất là lớn.
anh Dũng thấy có lạ cái không? À, cái thường thường ở trên cái mộ này là người ta làm liền, còn cái này giờ để cát đá trên đây nè. Có một cái hang gì nè, đặc biệt có cái hang gì trong cái mộ nè. Có cái con gì nó bị đuổi xuống. Mới có thể cái này là một là rắn, hai chuột, ba tắc kè, chứ một chuột sao mà chung lên được. Cái trụ đá xanh ngày xưa ta làm cái bụi đó. Đúng rồi. Nguyên cái dòng thành to lớn luôn á. Cái này là nguyên một cái kiểu như cái hàng rào đó. Nhưng mà vẫn có một số ngã nghiêng. Thì do cái đá này nó không có hư, nhưng mà anh biết do cái thời gian á. Rồi xe đầu chạy nè, đất nó sụp lún cái trời đó. Nó sụp xuống rồi. Là hồi xưa cái khu mộ này đã làm lâu rồi, hồi xưa chiến tranh. Bom rơi đạn lạc á anh. Chúng nó có thể là nó cái hơi bom á nó ngã nó nghiêng. Thấy ngày xưa nó xây chắc không? Vâng chưa. Đúng rồi, nó khẳng định luôn á. Giữa pha sơn thôi nhưng mà còn những cái xi măng của người ta là nó chắc và nó mình cái kiểu gì á. Em nghĩ nè anh Dũng. Hả? Em nghĩ là hồi xưa cái này cái phần này người ta làm sao thêm nè. Phần mộ nãy trên là thường thường làm cái tiếng Hán Nôm cũng vậy á. Tại vì đời sau đời giao thoa rồi. Chữ Việt mà chúng ta xài vừa tại Pháp vừa chữ Việt của mình vừa chữ Hán Nôm trên đây nữa. Ta xài rồi. Mà cái mộ bia này á, đá này như đá cẩm thạch. Đá tốt ạ. Không, đá cẩm thạch lâu quá, thời gian lâu quá rồi anh nó đâu còn bóng nữa anh. Thắp hương cho hai cụ bên đây luôn, đem cầm máy. Thắp hương cho hai cụ đây, tại vì mình lỡ tới rồi thì mình thắp hương và tôn trọng với lại để cho bà khỏi may vỡ đi. Lúc đi chỗ tâm linh thế này mình cũng nên thắp nén hương thôi. Anh thắp ba nén nha, rồi thắp hai bên hai cây, ở ngoài trước một cây. Nó nằm phía cạnh bên đây là của ông bà Hội Đồng Liêu, rất là to lớn, to lắm cả nhà. Cái này chắc phải 200-300 mét vuông chứ anh ha. Chỗ đó là chứ không giỡn đâu. Nhưng mà làm á. Tổng thể ngôi nhà này phải 200 mét vuông. Có 200 mét. Làm rất là lớn, rất to. To quá trời luôn à. Cái dàn nhà này em nghĩ làm sao nè. Còn cái khu mộ của ông bà là ở trong là có một cái dòng thành bằng đá xanh nữa. Rồi xung quanh sau này là mới xây. Xây như đây lên. Em nghĩ sao chắc cũng sao mấy năm mà không sao lâu đâu. Không lâu á, nhà này thấy xây tu cách cũng lâu rồi. Nếu mà tính ra anh em mình đi sưu tầm mộ cổ á thì cái ngôi mộ này thấy rất là khủng luôn á. Em đi nhiều ngôi mộ rồi, lúc nào anh thích em sẽ dắt anh đi thêm một cái ngôi mộ nữa của ông gọi là Hội Đồng Hương. Hương cả đó. Gọi là Hội Đồng Lân mà cái ông Hội Đồng Lân đó thì là có cái Bình Dương. Cũng ở Bình Dương. Ông đó là các phủ sứ, chứ không phải là hội đồng. Rồi anh Phú cũng đã thắp hương cho ông bà xong. Tại vì rất là đông, mình mà thắp hương xung quanh đây theo biết. Cảm ơn cả nhà chúng mình nhiều. Rất mong cả nhà. Dạ thì nãy giờ Phú chia sẻ tới cô chú anh chị á. Ngôi mộ của ông hội đồng. Và bên kia thì cũng có một cái khu mộ nhỏ thì nhỏ hơn so với vòng vòng đây thôi, nhưng mà thực sự ra rất là to lớn. Và vòng đây á là những cái khu mộ chắc có lẽ là con cháu đời sau này. Video chia sẻ khu mộ gia tộc của ông Hội Đồng tới đây cũng kết thúc. Phú xin chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị vào clip sau.